Sau muộn phiền bao phen, bon chen ngay giữa lòng Hà Nội mà cứ đêm về trong miệng lại toàn men chưa khói thuốc. Một đêm say, mày lắc đang ở thích trên mây. Anh hỏi em điều gì em thỏa mãn, còn em trả lời đó là thằng tiên Tây. Tiếng tim em thì đang đập liên hồi nhưng với ai khác mà anh đâu dám mời. Anh chỉ biết chúc em hạnh phúc, fuck một ngày đã là thẩm phán rồi. Insta của em vẫn đang sáng ngời vì vài ngàn tin nhắn vẫn còn đang đợi mà chỉ có cùng một nội dung em ăn cơm trưa từ em nơi con người. Yeah, 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 yeah. Mặt phải như thế chứ. Em ăn cơm trưa cùng em ở con người. Yeah, yeah, yeah. Để anh hôn mình, yeah, love you. The man I love, what you need.